À, các bạn thấy được cái màn hình của thầy chưa? Rồi ơi. Rồi. Bây giờ thầy sẽ sử dụng cái dữ liệu của các bạn để thầy test. Trong này thì nó sẽ có một công thức đúng và một công thức sai. Trong này nè. Thầy không có nói công thức nào đúng, công thức nào sai. Thầy chỉ nói là mình chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào, làm sao để mình phát hiện cái nào là đúng, cái nào là sai. Ví dụ con này là công thức 1, cái này là công thức 2. Ví dụ như thế. CT1 đi ha. Đó, làm sao mình biết được là công thức 1 hay là công thức 2 sai? Chưa biết. Đúng không? Ví dụ chỗ này nhập giá trị 53. Đây 53, thằng nào cũng 3 hết. Chỗ này mình sẽ nhập vô là 500. 5, thằng nào cũng 5 hết. Rồi nhập vô giá trị là 1.500. Thằng nào cũng 7 hết. Nhập vô giá trị âm 50. Thằng nào cũng báo là giá trị nhập vào không đúng. Vậy thì làm sao mình biết được là cái công thức nào sai? Đúng không? Cho nên nếu mà trong trường hợp này thì chúng ta chưa chưa có phát hiện được. Nếu mà theo cái giá trị mà bạn Hoàng đưa ra thì chúng ta chưa có phát hiện được là ai đúng ai sai. Chưa biết là công thức nào đúng, công thức nào sai. Thầy khẳng định là trong này có công thức đúng, có công thức sai. Nhưng mà với cái giá trị mà bạn đưa vào ở đây thì chưa phát hiện được. Đúng không nào? Cho nên cái này tạm thời nhé, thầy sẽ like thôi. Còn khi nào đúng thì thầy sẽ tìm. Được chưa nào? Các bạn đừng có thu hồi. Đừng thu hồi. Mình làm cái gì ra thì mình cứ để im đó. Đừng thu hồi. Phải để như vậy thầy mới 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 cho các bạn thấy được cái của các bạn. Tạm thời thầy chỉ là like, thầy chưa tìm mà. Thầy chưa nói là thầy không cộng điểm. Thầy chưa nói là thầy không cộng điểm. Còn chuyện mà các bạn thu hồi thì chắc chắn rằng các bạn sẽ không được cộng điểm. Điều đó đều điều hiển nhiên. Cho nên là mọi người cứ yên tâm. Rồi chỗ này âm 1. Ok. Âm 1. Được chưa? Giá trị nhỏ hơn không. Và bạn nhập vô số 0. Kỳ vọng của mình lãi suất 3%. Đúng không? Đối với Duy Hòa, số 0 kỳ vọng 3%. Số 0 kỳ vọng 3%. Ok. Số 99 kỳ vọng 3%. Chính xác. Số 100. 1 cái 5, 1 cái 3. Hòa ơi, Dạ vâng. công thức nào sai? Dạ, công thức ở số 2 sai. Ok. Cảm ơn em. Đấy, như vậy các bạn thấy chưa? Đối với lại cái test của chúng ta như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được công thức nào là công thức đúng và công thức nào là công thức sai. Đấy là nhiệm vụ của kiểm thử đó các bạn. Các bạn thấy được cái giá trị của các cái giá trị cái giá trị của cái tiết cây mà Hòa đưa ra không? Hello mọi người. Thấy thì Thấy ơi. được. Hay ha. Và Hòa có nghĩ đến chuyện này không Hòa? Dạ có ạ. Tại vì ngay từ đầu khi mà thầy đưa vào, thầy hỏi các bạn 100 là bao nhiêu phần trăm? Cái mà thầy gợi ý cho các bạn, nhưng mà các bạn đa số là không chú ý thì phải. Cho nên là thầy gợi ý ban đầu cái công thức này nè, thầy sẽ không click vô, bởi vì chúng ta đang test ở đây là black box test. Cho nên những cái giá trị mà chúng ta đưa vào ở đây thì ở chỗ này chúng ta đang dùng đến cả kiểm biên luôn đó các bạn, kiểm tra biên luôn đó.
chúng ta đang nói là vùng, bởi vì rõ ràng trong bài ví dụ của chúng ta, người ta đang nói về vùng, giá trị vùng. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, 100 đến 1.000 và trên 1.000 dưới số 0. Như vậy người ta đang nói là một vùng. Nhưng để kiểm được vùng thì nó có thể nhập 0, có thể nhập 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 9, 19, chấm 9, 19. Nếu như mà dùng số chẵn đi thì chúng ta đến 99 thôi. Như vậy từ 0 đến 99 rất nhiều, cả hàng trăm số. Chúng ta không thể nhập hết được. Thì cái này người ta nói gọi là vùng mà. Vùng đúng không? Kiểm tra vùng tương đương thì chúng ta phải kiểm tra nguyên vùng. Từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 9, 19. Nguyên vùng. Chúng ta kiểm tra từ 100 cho đến 1.000 thì phải 100, 101, 102, 103 cho đến 999. Kiểm nổi không ta? Chắc là kiểm không nổi. Đúng không? Kiểm tra từng vùng thì không thể kiểm tra hết được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chú ý rằng là đối với lại cái vùng tương đương này thì chúng ta có ưu điểm mỗi vùng tương đương chỉ cần test các phần tử đại diện. Đấy. Số lượng test cây giảm khá nhiều thời gian của chúng ta. Có thể chúng ta sẽ không nhất thiết là phải test hết nguyên vùng mà chúng ta chỉ test đại diện thôi. Thì bạn Hòa đã đưa ra được cái giá trị đại diện âm 1, 0 là những cái điểm mấu chốt của vấn đề. Âm 1 là nhỏ hơn 0 và 0 là bắt đầu tính 3%. Cho đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho đến 99 cũng là 3%. 99 cũng là 3%. Tại sao chúng ta không test 98 và chúng ta test 99? Tại vì số 99 là nó sát biên. Cho nên chúng ta test 99 hợp lý hơn là 98. Mặc dù 98 và 99 cũng nằm trong vùng, cũng giống nhau. Giống nhau. Nhưng mà chúng ta test 99 thì nó hay hơn là test 98. Đấy, các bạn thấy ha. Test 99 thì nó hay hơn test 98. Và ở đây chúng ta khi mà chúng ta phân vùng tương đương thì chúng ta chọn những giá trị đại diện của vùng. Giá trị đại diện của vùng này là 0, 99 và một con số nằm bên trong nữa. Ví dụ 50. Thì chỗ này nếu mà Hòa bổ sung thêm một con số nằm giữa vùng thì hay hơn. Đây chỉ có đầu vùng, cuối vùng thôi. Còn giữa vùng chưa có. Như vậy giống như là các bạn có một cái thùng hàng rất là nhiều hàng hóa ở bên trong, rất là nhiều hộp. Vậy thì mình sẽ chọn ở trên, ở giữa và ở dưới, ví dụ như thế. Hoặc là các bạn sợ là đối với lại cái giỏ trái cây của mình khi mà người ta di chuyển nó bị dập thì các bạn chọn ở trên, ở bên trái, ở bên phải, ở phía trước, ở phía sau hoặc ở giữa. Ở giữa là mình sợ người ta là đưa những cái trái cây mà không chất lượng vào bên trong. Ví dụ như thế thì chúng ta chọn những cái vị trí, những cái điểm mà chúng ta sẽ kiểm thử. Thực tế cũng vậy thôi, mình học kiểm thử ở trên lý thuyết nhưng mà các bạn làm việc ở bên ngoài cũng thế. Ví dụ các bạn nhập một lô hàng có rất là nhiều hàng, mình không thể kiểm hết được tất cả các gói hàng. Ví dụ như là mình nhập nguyên một lô về khẩu trang để về mình bán đi, thì nếu như mà bạn bạn nói là tôi kiểm hết tất cả những khẩu trang này, bạn mở ra trong khi khẩu trang của bạn là nó nằm trong hộp giấy đúng không, bạn mở ra mất tiêu thì ai thèm mua nữa đúng không nào. Một thùng của bạn là cho 100 hộp mà bạn lấy 100 hộp đó bạn gỡ ra rồi thôi bạn xài luôn đi, bạn bán cho ai. Như vậy chúng ta sẽ chọn khoảng cỡ 3 hộp thôi. Xác suất của chúng ta là 3 hộp trên 100 hộp. Chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên vị trí nằm trên cùng của thùng hoặc dưới cùng của thùng hoặc bên trái hoặc bên phải, chúng ta chọn ngẫu nhiên và trên cái giá trị ngẫu nhiên đó chúng ta kết luận rằng cái thùng hàng đó ok.
À, các bạn có bao giờ coi mấy cái nhà máy sản xuất gạo không? Thì có một số cái người mà người ta cầm cái cây, khi mỗi bao gạo mà được chạy qua cái thanh băng chuyền, người ta chọc vô cái cây một cái người ta rút ra. Người ta đang làm gì đó? Tép gạo thôi ơi. Ừ, người ta đang kiểm thử đó các bạn. Đấy, áp dụng kiểm thử vào thực tế, tình huống thực tế cuộc sống, không có gì xa lạ cả. Và khi người ta chích vô một cái như vậy, với N cái bao gạo chạy qua, người ta không phải bao nào người ta cũng test. Nhưng mà cứ 5-7 bao người ta test cái, 5-7 bao người ta test một cái, người ta thấy chất lượng gạo ổn thì là ok, chấp nhận cái lô hàng đó. Đó là kiểm thử ở dạng phân vùng đó các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ tiếp tục ở phần ưu điểm của phân vùng, chúng ta nói rồi. Nhược điểm thì đôi khi chúng ta không có kiểm thử hết được, phải không? Cho nên ở chỗ này lỗi biên, nếu chỉ chọn giá trị ở khoảng giữa mà không có cái miền ở biên, phần lớn lỗi được tìm thấy ở lúc kiểm tra giá trị biên và các vùng, thì không nên thiếu một kỹ thuật nữa là kiểm tra biên đó. Như vậy thì ở đây lúc nãy thầy nói với các bạn, đối với bài của Hoàng, đối với bài của Hoàng thì không phải là sai, cho nên bài của Hoàng thầy vẫn ghi điểm cộng. Còn bài của Phát là gì thầy không biết, thầy chưa kịp đọc đến mà Không, Phát đã thầy ghi hồi điểm cộng nãy thầy kêu em sửa lại thầy. à, sửa. Nhưng mà ý là mình thu hồi làm gì, thầy đâu có yêu cầu thu hồi đâu, đúng không? Thành ra là các bạn chú ý chỗ này giúp thầy. Như vậy thì nếu như mà bạn nhập vô 50, bạn cũng biết được nhập vô 500.000 rưỡi, âm 50, nhưng mà ở ngay biên mới là dễ sai. À, bạn nhập vô từ 1 cho đến 98, 99 thì đôi khi nó đúng. Bạn nhập 101 cho đến 999 đôi khi nó đúng, nhưng mà nó sai ngay cái chỗ 100, 1.000. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là đây cũng là phân vùng. Ok, bài của bạn Hoàng vẫn được tính điểm, nhưng bài của bạn Huy, bạn Duy Hòa thì sẽ được tính điểm nhiều hơn. Được chưa nào? Như vậy thì từ đây trở về xuống, các bạn có biết được bài nào của mình được like, bài nào của mình được tim không? Ví dụ như bài này là gì? Like hay tim? Lai ơi, Like lai lai ha. ơi. Ok, bài này mình cũng like nè. Chưa có tim được bởi vì nó không có giá trị biên. Âm 1, 1, 101. À, bạn đã cố tình 101 nhưng rất tiếc rằng nó không phải là cái chỗ hay sai. Like giúp thầy luôn. Ok, cái này like giúp thầy luôn ha. Tốt. À, 0 đến 99, chỗ này thầy đã nói với các bạn là gì? Cố gắng cho thầy một con số. Nếu như bạn ghi từ 0 đến 99, vậy là thầy nhập mệt nghỉ luôn á. Không? À, cho nên bài này không like, không 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 tim ha. 40, 500, ok, bài này thì like thôi. Bài này cũng like thôi. Không, rất tiếc là con số mà dễ bị sai nhất thì các bạn lại không test. Thấy chưa nào? Đôi khi mình nghĩ thế nhưng mà không phải thế, đúng không? Đó, con số mà rất hay sai là 100, 1.000 thì lại không test. 999 với lại 1.001 chứ không phải là 9.900 nhé, 999 thôi. Cái này là sai rồi, bạn test này sai nhưng mà thầy nghĩ là bạn ghi nhầm thì thầy vẫn like. Phải không ngoan? Đúng Có rồi nhầm thầy, không? em gọi là Ok, chấp nhận ha. 80, 500, 1.500, ok, cái này âm 1.000 họ sẽ được áp dụng lãi suất 3. Ủa? Âm 100 mà sao là lãi suất 3? Có gì đó sai sai hết ta? Đúng không Phúc? Alo Phúc. Phúc có đây không? À, em nhầm mất thầy ơi, tại em lười ghi lại nên em cóp từ trên em ném xuống rồi.
À, coi như nhầm thì không được like. Công hợp lệ 30, ok bạn, thì đưa ra rất rất nhiều cái UK, rất rất nhiều cái value để mà test. Ví dụ như là cái 7 này là bạn đưa ra từ 1000, 1899, nhưng rất tiếc rằng ở chỗ mà rất là dễ sai thì mình lại không đưa ra. Và cái này thì đôi khi nó hơi thừa, tại vì chỗ này mình test khoảng 2 con là được rồi, thêm con thứ ba nữa thì cũng được, mình test cho nó chắc. Nhưng mà các bạn biết rằng là cứ mỗi lần kiểm thử thì bạn kiểm thử viên phải gõ một lần, phải enter một lần và phải ghi nhận một lần. Lâu, nhìn vậy đó các bạn, nhưng mà một việc thôi, nhỏ thôi, nhưng mà lặp lại nhiều lần ở nhiều nơi thì nó sẽ tốn thời gian. Chú ý chỗ này giúp thầy nhé. Âm 10, 50, 500, ok, cũng giống bạn, cho nên chỉ like thôi. Thu hồi 0, 1, 99, 100, ok, lại được một bạn nửa tim. Chỗ này thì mình không có một cái con số cụ thể. À, 999, 99. Số âm. Mỗi vùng bạn chọn một số cũng được. Ok, thôi kệ, vẫn là like. Nhập vào âm 1 và 100, chưa hiểu lắm. Nhập vào 99 và 1000, không hợp lệ. Ủa sao không hợp lệ ta? Hai 100 mình hợp. cái trường hợp của em tá test đó là nó pass hay là nó không có fail quá thầy, nếu là pass thì nó sẽ cộng theo cái phần trăm đúng đó, em muốn ghi gọi ra. Ừ, như vậy thì trong trường hợp là mình nhập vào số 100 thì hợp lệ hay không? Thì nó không hợp lệ thầy, cái Ủa điều sao kiện đó, không? tại cái điều Tại kiện đó vì là đây nè, đây là cái công thức người ta tính lãi suất cho thầy. Thầy nhập vô trăm nè thì nó ra 5%, nhập vô trăm nó ra 3%. Vậy thì mình chọn công thức đúng là công thức công thức một, vậy thôi đó. Điều kiện là từ 0 đến nhỏ hơn 100 là lãi suất 3%, từ 100 trở đi thì lãi suất 5%, thì công thức một là công thức đúng đấy, được chưa? Đó là cái cách để mà bạn ghi test case đó các bạn. Ok rồi, như vậy là chúng ta đã có qua được bạn nào like, bạn nào team. Bạn nào team thầy sẽ cộng 1 điểm, bạn nào like thầy sẽ cộng nửa điểm trong cái phần bài 5 của chúng ta nhé. Như vậy qua cái ví dụ cụ thể này, các bạn có hình dung được rằng mình sẽ làm gì trong cái file test case của mình không? Cái file Excel của mình ngày hôm trước. Như vậy thì các bạn sẽ đưa ra test case. À, test case của mình là nhập vào một cái giá trị của x, và giá trị kỳ vọng thì phải tương đương. Ví dụ nhập nhập vào 99 thì mình sẽ kỳ vọng là 3%. Nhập vào 100 thì kỳ vọng là 5. Nhập vào 1000 kỳ vọng 7. Nhập vào 10.000 kỳ vọng 7. Được không? Đó là cái cách để mà mình viết cái test case. Thì cái số mà âm 1, 0, 99, 100, 1000 này gọi là test data. Cái giá trị thông báo lỗi hoặc là 3%, 5%, 7% gọi là giá trị kỳ vọng. Kịp chỗ này không? Giá Ok, trị kỳ thầy. vọng. Rồi, như vậy mình nhập vô 100, giá trị kỳ vọng của mình là 5%. Nhưng chỗ này mình nhập vô 100 mà giá trị này là giá trị thực tế, nó không giống với giá trị kỳ vọng, thì cái chỗ này mình kết luận test case này là cái kết quả này là fail, là công thức này của bạn này làm fail, công thức này fail, công thức hai, được không?
Như vậy mình hiểu được cái công việc kiểm thử của mình chưa? Làm sao để phát hiện được công thức này sai mặc dù mình không nhìn thấy nó? Nãy giờ thầy chưa liếc chuột vô công thức, nhưng thầy khẳng định công thức này sai. Sai cái gì? Đây. Các bạn chú ý nó sai cái gì nhé. Công thức người ta nói rằng nếu như từ 0 cho đến 100 thì 3%, mà anh này ảnh gắn cái 3 vô đây, bằng vô đây. Tức là bằng 100 cũng 3% luôn. Thấy vấn đề chưa? Cái này có khi nào mà bạn code bị sai không? Nãy thầy nói các bạn code đi, có bạn nào code không? Có bạn nào gõ thử công thức không? Hôm sau là thầy cần các bạn gõ, các bạn cứ mạnh dạn nhé. Mạnh dạn thử làm một công thức cho riêng mình thử xem sao nhé. Được chưa nào? Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã qua cái phần là test vùng tương đương rồi test biên. Không, qua một cái bài ví dụ mà các bạn làm thực tế thì thầy đã ghi nhận được điểm cộng cũng như là phân tích được cho bạn thế nào là phân vùng tương đương và thế nào là phân vùng biên. Rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu.